Dạ em xin chào anh chị đã quay lại kênh Bất Động Sản Đất Việt ngày hôm nay. Hôm nay chính chủ gửi cho em hai căn nhà liền kề đẹp mi ly luôn chị. À, xem là chốt liền trong ngày chị ha. Hiện tại đứng đây là ngay vị trí là quốc lộ 1A nha. Mình đi thẳng đường này là về thành phố Mỹ Tho là 17 cây số nhanh chị. Còn trục đường này đi về thành phố Hồ Chí Minh tính từ bến xe miền Tây á về tới hai căn nhà liền kề của mình cần mua là 70 km nha anh chị. Đường xá rất là dễ đi chị, dành cho những cô chú anh chị nào mà thích về quê có một không khí trong lành, mát mẻ, vườn cây trái, nhà đẹp. Đây là cái vị trí cực kỳ đẹp, không thể chê được anh chị nha. Nhớ xem hết video của em nha, tại video em quay hơi dài, từng chi tiết kỹ cho cô chú anh chị ở xa gần để mình nắm rõ mình mua được hai căn nhà liền kề này ha. Dành cho những gia đình cũng đông thành viên. Đó, ví dụ cha mẹ ở bên nè, con cái ở bên nè. Đó, rất là phù hợp luôn chị ha. Với mặt tiền là 23m, chiều sâu là 48,5, còn bên tay trái mình á chiều sâu ngắn hơn là 47 nha anh chị. Lên tổng diện tích hai căn nhà giường của mình á là 1.070m² anh chị ha. Cái hướng nhà mình đây là hướng chánh đông nha anh chị. Còn hướng ngược lại quốc lộ 1A này á thì mình đi về hướng Cây Lậy, Cần Thơ, Vĩnh Long anh chị ha. Đối diện lộ bên kia đó là trường tiểu học anh chị ha. Đây hướng về miền Tây đây chị. Anh chị không, trước màn hình mình có đèn xanh đèn đỏ ngã ba. Đèn xanh đèn đỏ là kêu bằng cổng chào Áp Bắc, và gọi là khu di tích Áp Bắc, rất là nổi tiếng anh chị ha. Mình bèo phải vô là khu di tích nằm ở trong đó chị ha. Ở đây thì có chợ gần nhất thì anh chị đi vô đèn xanh đèn đỏ qua lộ bèo phải vô tầm khoảng là một cây số đổ lại thôi là tới chợ rồi, trường học, ủy ban, trạm y tế luôn chị ha. Đó. Còn đối diện đây cũng có trường học nè, qua lộ là tới chị. Đó có các bạn chị không? Di tích chiến thắng Áp Bắc chị, vô là 45 số chị ha. Địa chỉ cái hai căn nhà giường của mình là ấp Thuận, xã Dưỡng Điềm, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Hai căn nhà chị, một căn là ngang là 8, chiều sâu là 23,8, là xây dựng không gian cái căn nhà nha. Còn một căn là xây dựng là 10m, dài 26. Hai căn nhà tuyệt đẹp luôn, tặng hết nội thất luôn. Mình mua là dọn đồ vô ở liền, khỏi suy nghĩ chị, không cần tu bổ hay là sửa chữa gì hết, tại vì hai căn nhà mới tinh 100% luôn chị ơi. Thường là 99% này 100% luôn, mới tinh là chỗ mới ở được một tháng rồi lại thôi. Giờ do anh chị ở Sài Gòn, anh chị ở xa, công việc làm ăn anh tỏn thì về đây ở không được đó. Định về đây là cắt để nghỉ dưỡng, nhưng mà do con cái học anh tỏn nè, rồi công việc làm anh tỏn sắp xếp không được nên không có về để ở, nên mới chuyển nhượng cho chủ mới hai căn nhà liền kề này nha. Đó, nhớ xem hết video em anh chị sẽ biết nhà rất là đẹp tuyệt vời nha. Đó, từ quốc lộ A này em sẽ đi vô cái đường đan này đây. Đường này là 3,5 tấn mình lưu thông anh chị ha. Có đường đây thẻ 25 đây. Đó, vô có là 30m thôi là tới vị trí hai căn nhà liền kề rồi chị thấy không, rất là tiện. Con cái mình nếu mà học tiểu học đi qua lộ tới rồi có ủy ban đó. Còn chạy vô xíu là có chợ, trường học, ủy ban bên trong nữa. À, rất là tiện, em sẽ đi bộ vô từ từ mình xem nè. Dân cư thì đông đúc rồi chị. Đó mình mua mà nằm trong vô cái quốc lộ xíu đây nè, rất là tiện. Đó. Nó giảm tiếng ồn lại liền lên chị thấy không? Hai bên đường này chị, nhà cửa rất là đông đúc luôn. Rồi mình đã tới ha, để em chỉ ranh giới cho cô chú anh chị mình nắm rõ nha. Đây đó, hai căn nhà liền kề mình đây là nằm bên tay phải chị ha. Đây đó, kế bên cây là chiều sâu bên tay phải chị ha. Đó, đây có bán nhậu số 72 bán bình dân anh chị, nhiều lúc mình ăn uống mình ra đây ăn rất kế bên luôn đó. Còn ra lộ thì có nhiều chỗ ăn uống lắm anh chị ha. Trước anh chị không,
là một cái không gian cổng rất là kiên cố, xây gạch lên là 1 mét ốp gạch luôn, và một cái số trên đó là xây tường anh chị, làm ở khung khung không gió chị, rất là thông thoáng ha. Trên thì cũng có làm dây chì kiên cố cái không gian, cái hàng rào cổng trước căn nhà chị ha. Đó, chị thấy không, cái cổng rất là to, rất là hoành tráng đó chị, làm rất là kiên cố chị thấy không. Cổng chính đây là ô tô ra vô rất là thoải mái chị ha, có một cái cổng phụ bên tay phải này chị ha, hai cổng. Gia đình thì đang ở luôn chị ha. Một căn lớn thì nằm bên tay phải, còn căn nhỏ nằm bên trái chị ha. Rất là rộng rãi chị. Qua bên đây là 23 mét chị, hai căn nhà liền kề đó. Mình đông thành viên là vì cha mẹ ở bên, con cái ở bên rất là phù hợp luôn nha. Đây là chiều sâu bên đây trái chị ha. Rồi để quay một vòng mình xem hàng xóm nha, rồi sẽ đi vô trong chị ha. Ở đây là có cái đường nước công cộng chị đó. Nước công cộng đây thì nhà mình nó đã làm đổ bê tông qua luôn rồi đó, rất là sạch sẽ luôn. Nên đây mình đổ thoát nước rất là tiện lợi luôn. Đường này có điện bao pha luôn chị thấy không? Nhà mình có đầy đủ điện nước, cáp, wifi đầy đủ hết anh chị ha. Đã vô hết rồi, mình về là mình sử dụng thôi anh chị ha. Mình không có vô nữa, mình sang tên cho chủ mới thôi. Đó anh chị không? Cách quốc lộ 3 là 30 mét rồi, rất là gần anh chị ha. Rồi em xin mời chị ha, mình sẽ đi vô bên trong căn nhà mình tham quan từng chi tiết nha anh chị. Đổ bê tông rất là sạch sẽ nè, lùi vô trong anh chị ha. Cách đường đan ở ngoài là 3 mét á, ở đây khoảng tầm 5 mét đó chị. Đó, nhiều lúc mình đậu xe ngoài đây, nhiều đi liền đó chị ha. Đó, hay là có đám tiệc rồi đó, mình đậu xe khách ở ngoài đây rất là tiện lợi luôn. Trước cái cổng, cái căn nhà của mình anh chị ha. Cái cổng đây thì chủ làm rất là kiên cố, rất là đẹp luôn. Làm hai cánh ha, và ốp gạch nè, gạch bóng kiến anh chị. Bước vô không gian hai căn nhà chị thấy không? Quá rộng, quá đẹp đó chị ơi, không thể chê nổi. Cái nền nhà gồm rất là cao, rất là thoáng anh chị, đã lót nền ở trước anh chị không, ốp lên tới trần hết rồi, toàn bộ hết căn nhà luôn hai bên anh chị ha. Rồi trước tiên sẽ quay căn nhà bên tay trái trước ha, rồi sẽ quay bên tay phải nha chị. Không gian bên trong đây quay một vòng mình xem nè chị không, rất là rộng rãi luôn. Ở đây sân mình trong hai căn nhà đây em thấy đậu được khoảng 4 chiếc xe ô tô luôn chị, và nhiều xe máy anh chị ha. Máy tiền chế làm cao lên 6 luôn, nên rất là thông thoáng hay căn nhà của mình anh chị ha. Và chủ cũng có chừa một miếng đất trống nè ở trước cái sân anh chị, trồng mai vàng và kiển trước anh chị ha, cho nó đẹp anh chị ha. Đây cũng nhà bên đây cũng có luôn, hai căn đều có hai bên giống nhau. Đây cây sư ghi, cây khế ngọt anh chị ha. Có một số bông giấy nữa nè, rất là rộng luôn. Nhà đầu tiên ở đây thì không có làm máy tiền chế, nhà đầu thứ hai thì làm máy tiền chế rồi. Tại đây để có không gian ánh sáng vô chị, cho nó sáng sủa ha. Tại bên đây có cái thờ bên tay trái, căn nhà bên tay trái nè. Cửa sổ làm rất là kiên cố luôn, sổ bằng nhôm xi pha lồng kiến cường lực anh chị ha, là 10 ly nha. Rồi em xin mời chị ha, em sẽ đi vô trong mình thông quan nha anh chị ha. Giá thì gia chủ ký gửi giá bán là 11 tỷ nha anh chị, là sở hữu hai căn nhà với tinh luôn 100%, thổ cư hai căn nhà là 100% luôn chị ha. Lên tổng diện tích hai căn nhà giường của mình đó là 1070 m² nha anh chị. Chủ tặng nội thất cho mình nha. Thì chủ có đem cái mấy đồ linh tinh đi thôi, ngoài ra mấy đồ cao cấp đó là chủ để lại hết cho mình luôn để mình sử dụng anh chị ha. Đây bước lên cái nền chỗ phòng khách mình đây. Đây là cái cửa cũng là nhôm xi pha lồng kiến cường lực 10 ly luôn. Và chủ cũng có thiết kế cái không gian chống mũi nè anh chị thấy không? Đây cái lưới chống mũi nè anh chị thấy không? Nằm ngoài trong là cứ kính cường lực 10 ly nên không có mũi chị ha, thiết kế rất là kỹ luôn chị thấy không nè. Nên mấy người lớn tuổi thích về quê ở mà có không gian chống mũi vậy nè, rất là an toàn luôn, không sợ mũi nha. Bên trong thì có màn hết anh chị, có sẵn hết rồi,
Đây, bước trong khách là có bộ ghế sofa cao cấp anh chị ha. Này là gia chủ đặt luôn, 40 mấy triệu anh chị, cao cấp anh chị, da bằng ý anh chị ha. Này đặt luôn phải mua nên cái chất liệu rất là tốt anh chị ha. Còn nếu mà mua ngoài tiệm nó chất lượng nó không bằng đặt anh chị ha. Tại này là gia chủ xây để ở và kinh doanh buôn bán nên làm rất là kiên cố, nền móng thì cũng rất là chắc chắn luôn. Cửa sổ cũng có lưới chống muỗi luôn chị ha. Cửa sổ thì thiết kế rất là rộng, rất là lớn, rất là phù hợp với chị. Tại nhà cửa mình ở mà, chủ làm rất là kỹ. Toàn bộ căn nhà đầu tiên đây đó là đóng thạch cao, đèn bi, đèn kiểu rất là đẹp luôn chị thấy không? Này bắt đèn là rất là đẹp chị ha. Để bắt lên cho sáng cho mình xem ha, rất là đẹp. Để hôm qua mình tham quan cái phòng thờ chị ha. Toàn bộ á thì điện á, là chủ đi âm tường nha chị, đây đi âm tường hết nha. Đây là không gian phòng thờ của gia đình, có thiết kế cửa sổ trước nè, rất là rộng, rất là sáng luôn, để mình lấy sáng lấy gió vô cái không gian thờ cúng anh chị ha. Nó làm hai lớp vậy, làm rất là kỹ, một khung sắt. Còn ngoài đây là nhôm siêu khoa cường lực kính 10 ly đó chị ha, làm rất là chắc chắn luôn. Đây tường á, bên trong căn nhà đây thì thiết kế là ốp gạch cao là 1,8 m anh chị ha, đó, liền lạc luôn đó, rất là đẹp. Đây là chỗ thờ cúng của gia đình đó, rất là đẹp anh chị ha. Có gắn bình lạnh ở trên, đèn bi đèn kiểu ha, rất là đẹp luôn. Rồi em xin mời chị ha, giờ em sẽ đi từng phòng ngủ cho mình tham quan, rồi em sẽ qua căn nhà thứ hai nha anh chị. Căn nhà đầu tiên này thì được là 3 phòng ngủ nha chị ha, 3 phòng ngủ lận nên rất là rộng rộng rãi để cho gia đình mình đi và ở ha. Và căn nhà bên kia cũng được 3 phòng đó, tivi này chị ha, rất là lớn luôn. Đồ này mới sử dụng được 1 tháng thôi chị, mới 100% luôn chị ha. Cái lối đi ra phía sau nhà phòng ngủ thì đi rất là thoải mái chị ha, rất là rộng rãi luôn đó. Tình trần anh chị không, gắn đèn bi này kiểu rất là đẹp, này buổi tối rất là đẹp nha anh chị. Rồi đây là cái phòng đầu tiên nè chị, đây bên trong đây mỗi phòng ngủ chị ha, có nhà tắm nhà vệ sinh bên trong luôn, rất là tiện lợi chị ha, chứ không phải làm sơ sài. Ổ cắm điện có sẵn đầy đủ hết, mỗi phòng ngủ thì có cái CB riêng biệt nên rất là an toàn chị ha. Đây có 2 lớp cái màn, chị không? Màn trắng đó, màn đen đó, có 2 lớp. Đó, đây có lưới chống muỗi, đang quay kỹ mình xem anh chị thấy không? Đó, làm rất là kỹ đó, lưới chống muỗi đây rất là kỹ ha. Đó, bên ngày mình kéo cho sáng anh chị ha. Toàn bộ nội thất là chủ tặng hết cho mình, cao cấp hết anh chị thấy không, rất là rõ ha. Ở đây thì mấy cái đồ nó cao cấp này đó là chủ lấy Sài Gòn về anh chị ha, tại chủ ở Sài Gòn, có đèn ngủ ha, rồi tủ quần áo đây rất là đẹp luôn. Để mở cánh hai cánh cho mình xem ha, thông quan đây. Đó, rất là đây là tắm nhà vệ sinh bên trong, cái này là mình dọn đồ cho ở liền chị ha. Đó, đã có sẵn nội thất hết rồi, lavabo đánh răng rửa mặt gương đầy đủ hết rồi chị ha. Còn đây thì chủ có ngăn ra cái một cái kính cường lực các chị ha, để tắm bên trong đó, rất là tiện chị ha. Và ở đây thì đặc biệt thì gia chủ có thiết kế ở đây giống như có chỗ ngồi chị thấy không nè, nó xây gạch lên ốp nè chị ha, có chỗ ngồi để nhiều lúc mà người lớn tuổi thì nhiều lúc mình có chà chân rồi đó, hay tắm rồi đó mình có thể mỗi chân mình có thể mình ngồi ở đây rất là tiện mấy người lớn tuổi chị ha. Bên trong nhà tắm nhà vệ sinh đó, đây thì chủ lót nền ốp gạch lên đến trần luôn chị ha. Có máy nước nóng lạnh và sen tắm đầy đủ hết. Đây trên chỗ cửa sổ cũng có cái lưới chống muỗi đó chị ha, làm rất là kỹ chị ha. Đây, đây nước nóng nước lạnh đó thì mình có cái máy nằm trên nhà chị ha, xài là không có tốn điện, tại là cái năng lượng xài nước nóng nước lạnh chị ha, có sẵn hết đây. Đây trang trí một số đèn chị ha, rất là đẹp. Đây là phòng thứ hai,
Wow, phòng thứ hai thì rộng gấp đôi phòng thứ nhất các chị ha, quá rộng rãi, rất là thoải mái luôn chị. Đó, mình xem là chốt liền trong ngày chị ha. Đó, này thì còn thương lượng chính chủ nha, mình có quan tâm đó thì về mình xem trực tiếp, gặp trực tiếp chủ nha. Giường này chị ha, cao cấp hết đệm nè, đó, rất đẹp. Em thích cái là có chỗ chống mũi, đó. Tối không có mũi ha, lưới chống mũi hết. Đây, hai lớp ha, có màn rồi không gian đây là tường âm, đó. Tường âm đây thì bằng gỗ nên mình sử dụng bộ đồ đạc đó mình để trong đây rất là thoải mái luôn, rất là rộng anh chị ha, rất là rộng. Trên cũng có nè chị ha, nên chứa rất là nhiều đồ ở trên cái tủ gỗ âm tường này chị ha. Phòng ngủ nào cũng có cái đèn ngủ hết nha anh chị, đây có đèn ngủ hết nha. Rồi em sẽ đi vô nhà tắm nhà vệ sinh rồi qua phòng thứ ba nha chị ha, quá đẹp anh chị, đi nãy giờ mà chưa hết được căn nhà đầu tiên nữa. Em cố gắng quay nhanh cho mình xem ha, nhiều lúc mình đã mất thời gian. Đó. Đây là nhà tắm nhà vệ sinh phòng thứ hai, có đầy đủ hết nha chị ha. Mỗi cái nhà tắm nhà vệ sinh thiết kế riêng biệt cái tông màu khác nhau và cái thiết kế khác nhau chị ha. Đó, rất là tỉ mỉ, rất là đẹp luôn. Có vòi sen tắm, máy nước nóng lạnh đầy đủ hết. Ở đây cũng sẽ có gờ lên để nhiều lúc mình có lớn người lớn tuổi chà chân rồi nè, ngồi đây cho thoải mái chị ha. Ở trên cũng có cửa sổ, có lưới chống mũi hết nè chị nha. Rồi giờ mình sẽ đi qua cái phòng thứ ba chị ha, đi qua phòng thứ ba nha chị. Đây phòng thứ ba thì giống phòng đầu tiên chị, không gian thì vừa phải chị ha. Đó, nhà tắm nhà vệ sinh đây có gương đầy đủ hết. Đó, này thì giống nhau thì quay nhanh hơn xíu chị ha. Đây rất đẹp anh chị, ở đây là trên trần, trong phòng ngủ là thạch cao luôn chị ha. Thường á, thì nhà á, thì phòng ngủ thường là đóng lò không, còn này là toàn bộ thạch cao hết, cao cấp hết chị ha. Rồi đây là đối diện, ở ngoài đây cũng có nhà tắm nhà vệ sinh ở phía ngoài đó chị. Đó, nhà thiết kế thì rất là rộng đầy đủ tiện nghi hết. Đó, nhà tắm vệ sinh ở ngoài cũng có bồn sen tắm, nước nóng lạnh đầy đủ hết nha anh chị. Đó, cũng có lavabo đánh răng rửa mặt nè chị ha. Cửa là còn cửa nhôm siêu pha lồng kính cường lực hết thì cao cấp nha. Wow, đây là không gian bếp nấu ăn nè chị ơi, khá là rộng rãi luôn. Đó, chỗ ăn uống đây, ghế là ghế bằng nệm anh chị ha, đang ngồi ăn cơm rất là thoải mái luôn chị, thấy ngồi này rất là rộng. Cho đại gia đình mình ở, mình ăn cơm đó, rất là thoải mái, cái bàn rất là rộng. Đây là bếp, không gian bếp ăn đây. Trên thì chủ cũng thiết kế mấy hộp tủ nè, đựng nồi ơi chén bát, và dưới cũng có luôn chị ha. Đây rất là rộng. Bếp điện đây, âm bếp âm hết giờ, xài bếp âm hết chị ha, cao cấp nha chị. Đây dưới nè chị ha, tủ một gỗ nè để nồi ơi dưới rất là thoải mái luôn, rất là rộng. Toàn bộ phía sau cũng là có lưới chống mũi hết anh chị, toàn bộ căn nhà mình nên không có sợ mũi nha. Nhiều lúc cô chú anh chị về quê ở rất là sợ mũi, đây thì không có mũi chị ha. Đây tủ lạnh đây, cao cấp 4 cánh anh chị ha, rất là rộng rãi luôn, rất là lớn nên mình về chứa đồ ăn đây rất là thoải mái. Toàn bộ nội thất thì chủ tặng hết cho mình nha anh chị, cũng lấy lại cái mấy đồ linh tinh đơn giản thôi chứ ngoài ra tặng cho mình anh chị ha. Đây là trên trần đây. Rồi đây là không gian phía sau nữa, phía sau đây có một cái không gian rộng để có một cái sàn nước để nhiều lúc đám tiệc đó chị, mình rửa nồi ơn ngoài đây cho nó rộng rãi ha, có 3 vò nước mà đây luôn, rất là rộng luôn. Xung quanh là cửa sổ rất là thông thoáng. Ở đây thì chủ cũng làm thiết kế tạm một cái không gian bếp đồ ăn ở đây cho nó thông thoáng ngoài đây chị ha. Rồi đây là không gian phía sau ranh giới cuối cùng của mình đó chị ha. Ở đây cũng có 2 cái vò nước đây nè, và ở đây là có một cái thiết kế một cái bồn anh chị. Đó, đây là cái ống để hướng nước mưa vô cái bồn này anh chị ha, để nhiều lúc sử dụng, nhiều lúc thời gian cúp điện cúp nước á sử dụng trong cái bồn này anh chị ha. Dùng dứt luôn, xây anh chị ha, kiên cố luôn nè, chứa trong đây nè, chứa nước mưa anh chị ha. Còn đây thì quang cảnh phía sau thì có vài số cây trái như là có chanh nè, chanh là chanh loại mà không hộp rồi lớn á chị, rồi đu đủ nè, rồi cóc nè, sồi nè, rồi mận á chị ha, vài cây trái phía sau.
và chủ cũng xây bức tường nè, cao 3 mét luôn chị không, kiên cố luôn xuống phía sau, nên rất là an ninh. Và ở trên thì chủ cũng gắn một số đèn năng lượng mặt trời buổi tối sáng rực luôn ở phía sau vườn cây trái luôn chị ha. Đây đó chị không, hệ thống bích quay đã có sẵn rồi đó, mình về là mình kéo vào tưới thôi đó. Vườn cây trái thì rất là đẹp đó, tại chủ đang chăm sóc luôn chị ha. Đó, có cốc đang cho trái và mận và xoài chị ha. Rồi giờ em sẽ đi qua căn nhà thứ hai mình xem nha. Đó, đây là không gian phía sau nhà thứ hai đây. Đó, đây là cái lối chính giữa hai căn nhà anh chị ha. Đó, chủ cũng lót gạch dưới hè chị không, nên nó không sợ bị trơn trượt, dành cho những cô chú lớn tuổi và mấy đứa trẻ chị ha, nó không sợ bị trơn trượt nha. Rồi đây có chứa một số củi đây, để nhiều lúc mình nấu củi á, thì đám tiệc đó nấu cho thoải mái ha. Và đây có một cái kho ở trong đây chị ha, đó chìa khóa chứa đồ trong đây chị ha. Đây có biết nút củi nè chị đó. Tại này là đại gia đình ở nhà cha mẹ ở bên và con cái ở bên nè chị ha. Giờ thì con cái lên Sài Gòn ở thì cũng có việc trển nên không có ở được, nên mới bán này rồi cha mẹ lên tỉnh ở chung luôn chị ha. Đây là không gian phía sau căn nhà thứ hai đây. À, cũng thiết kế mỗi cái bên khác nhau, thông thoáng, rộng rãi. À, không gian bếp rất là thông thoáng luôn. Đây. Ở trên ở dưới đều có cái hộp tủ chị ha, để nồi ơi chén bát chị ha. À, đây có bàn cơm đây. Đây. Rất là thoải mái luôn. Một bàn bằng đá chị ha, để ghế ngồi ăn cơm hay bằng đá. Rất là sạch sẽ nha. Còn đây là một cái không gian rộng. À, để máy giặt và nhà tắm, nhà vệ sinh ở ngoài. À, nhà thứ hai này không đẹp bằng nhà thứ nhất chị ha. À, cũng có đầy đủ tiện nghi như máy lạnh, nóng lạnh đầy đủ nè. À, đây là nhà tắm vệ sinh ở không gian bếp của ăn. Rồi mình đi tham quan từng phòng ngủ nha anh chị. Cái video em cũng dài nha, hai căn nhà rộng quá đi mỗi chân luôn anh chị. Đây nhà thứ hai đó, đây là phòng ngủ bên trong. À, cũng có đầy đủ tiện nghi hết nha. Nhà thứ hai đặc biệt đây á, thì không có làm đặt cao mà đóng lâu không. À, mỗi phòng ngủ đều có máy lạnh, cửa sổ thông thoáng ha, tủ nè, à, đầy đủ hết. Cũng thiết kế nhà tắm, nhà vệ sinh bên trong luôn, rất là tiện, giống như căn nhà đầu tiên. À, rất là rộng rãi chị ha. À, cũng làm cái gờ để ngồi tắm rửa chân là rất là tiện chị nha. Rồi đây là cái phòng thứ hai. Mỗi căn nhà là 3 phòng ngủ hết đó chị, rất là tiện nha, rất là rộng. Đó, đây nhà tắm, nhà vệ sinh trong nè, đây. Quá là rộng rãi luôn. Đi nãy giờ. Đây, là bồ đánh răng rửa mặt, trên có gương đầy đủ hết anh chị. Đó, cửa toàn là nhôm sifa anh chị ha. Đó, có giường ngủ hết đầy đủ niệm cao cấp nha anh chị. Đó, phòng ngủ đều có đầy đủ như tủ quần áo, rồi máy lạnh, rồi nhà tắm, nhà vệ sinh bên trong anh chị ha. À, nhà mới 100% anh chị ha. À, đây là phòng thứ ba, là phòng cuối cùng. Phòng nào cũng có nhà tắm, nhà vệ sinh hết chị, đây, giống nhau hết đây. Mình về đây ở rất là ngon lành anh chị. Trường học thì kế bên, ủy ban kế bên qua lộ quốc lộ A tới rồi, còn ủy ban chợ nữa thì ở ấp Bắc á, chạy vô khoảng cây số là tới rồi. À, mỗi phòng ngủ đều có đèn ngủ đầy đủ hết nha. Đây, giường đệm đầy đủ hết. Toàn bộ nó thất là chủ tặng hết cho mình anh chị, chỉ có một số linh tinh này chủ lấy lại bớt một ít thôi chị ha, ngoài ra tặng cho mình hết nha. À, nên mình mua mình dọn đồ mình ở thôi, rất là tiện lợi. À, đây là không gian vị trí của gia đình. À, đây không gian vị trí thì nhỏ hơn phòng căn nhà đầu tiên anh chị ha. Và đây là cái không gian phòng khách của mình đây anh chị. À, cũng rộng rãi thông thoáng anh chị ha. Quay vô cho mình xem phòng khách ha. Em xin nhắc lại một lần nữa ha, căn nhà đầu tiên đó là 8, xây dựng vô là 23m8 nha. Đó, là thổ cư 100%, còn cái nhà này nhà thứ hai là 10 và 26, thổ cư 100% căn nhà anh chị ha. Còn lại là xung quanh là đất cây lâu năm. Đó, dưới phía sau nhà vừa cây trái là trước sân là cây lâu năm anh chị ha. Đó, xây bức tường nè, này chiều sâu bên tay phải nè chị. Cũng có mít đó nè, thấy chưa? Cao 3 mét hết rồi.
Rồi đến em tạm dừng video ha. À, quý hàng cô chú nào quan tâm cái hai căn nhà liền kề nằm ở xã Vĩnh Điềm, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang này thì liên hệ với số thoại màn hình. Bên em có nhân viên dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ để mình thương lượng cái giá hợp lý để mình mua nhanh chị. Em xin nhắc lại cái giá gia chủ ký gửi một lần nữa nha. Với hai căn nhà liền kề nhà vườn này anh chị. Đường trước nhà mình là đường công cộng, đường thông 3 tấn rưỡi nha, cách quốc lộ 1A chỉ có là 50m thôi anh chị. Một vị trí cực kỳ đẹp. Mình đi trường tiểu học với ủy ban là đi qua quốc lộ A là tới rồi. Đây ngoài chỉ có là 70m thôi. Thì dành cho những cô chú gia đình nào mà đông thành viên ha, sở hữu hai căn nhà liền kề này chị ha. Đây nội thất anh chị thấy rất là rõ đây và nhà cũng thấy rất là kiên cố đúng không chị? Thì giá này chủ còn thương lượng ha, mình có quan tâm thì về xem trực tiếp và gặp chính chủ nha chị ha. Mua nhà mua đất mà có thổ cư sẵn là rất là ngon lành nha chị ha. Thì phía sau của hai căn nhà vườn mình đó thì phía sau nó hơi tấp hậu, còn cái là 21,8 anh chị ha, còn trước mình là 23m nha anh chị. Nên tổng tích hai căn nhà vườn mình là 1070m² anh chị ha. Quý hàng cũng đừng quên có một like, một chia sẻ, một nút đăng ký màn hình để tương tác với em, để em có động lực quay những video mới tìm đất và nhà giá rẻ, giá đầu tư cho anh chị và cô chú ha. Chân thành cảm ơn rất nhiều. Dạ em xin chào ạ.